Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà một trệt một lầu có diện tích cực rộng, nhà mặt tiền đường. Căn nhà này mình có thể mua về vừa ở vừa mở văn phòng công ty kinh doanh buôn bán tốt nhé. Vị trí này ngay chợ luôn, từ đây di chuyển ra chợ chỉ tầm khoảng vài trăm mét thôi. Đây là con đường trước nhà của nhà mình, đường 7 m. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5 m, chiều dài là 27 m, tổng diện tích là 134 m². Nhà có hướng tây nam. Từ vị trí này mình di chuyển ra ngã tư Bình Chuẩn chỉ hết tầm khoảng gần 1 km thôi, gần với nhà thờ Bà Trà, gần với Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở ngã tư Bình Chuẩn, em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà rất là đẹp, mặt tiền đường. Đường nhựa 7 m nhé, hướng tây nam. Nhà ngay chợ luôn. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong cho quý vị mình tham quan này. Cửa chính đây mình có lớp cổng sắt 4 cánh được chủ nhà hàn kiên cố ở đây. Ở đây mình có các hoa văn đúc rất là đẹp nhé. Nhà này có sân xe hơi rất là rộng, mình để xe 7 chỗ xe bán tải thoải mái luôn. Chủ nhà để sân này dài tầm khoảng 7 m nhé. Và được chủ nhà trồng cây cảnh phía bên hông. Bên đây chủ nhà trang trí hai bức bên đây này. Rất là đẹp nha. Quý vị nhìn lại mặt tiền căn nhà một lần nữa này. Mặt tiền mái thái hình chữ A, ban công vuông rất là đẹp. Nhà ngang 5, dài 27 m, 134 m², hướng tây nam, gần với Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn, gần với ngã tư Bình Chuẩn, gần với nhà thờ Bà Trà. Quý vị có nhu cầu đi xem, alo cho em, hẹn gặp em ở ngã tư Bình Chuẩn, em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà rất là đẹp. Di chuyển trong đây mình có thêm một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực nhé. Trong đây mình có phòng khách rộng rãi này. Phòng khách được chủ nhà trang trí những mảng giả đá, giả gỗ rất là đẹp. Không gian phòng khách trần trí thạch cao, có quạt trần thoáng mát, có đèn led ở trên đây. Nhà rất là đẹp nha. Quý vị có nhu cầu hãy alo cho em Sơn để em dẫn đi xem. Không gian phòng bếp nhà mình được chủ nhà làm hai dàn tủ sồi trên và dưới, vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực. Bên đây mình có tủ rượu mini nhé. Trên đây có quạt trần thoáng mát để làm mát không gian phòng ăn nhà mình. Ở đây mình kê tủ lạnh 4 cánh, ở đây mình kê bồn nán ăn 4 ghế 6 ghế thoải mái nhé. Đây mình có phòng ngủ dưới này. Nhà này 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh riêng ở trong phòng nha. Phòng ngủ rất là đẹp luôn. Đây mình có phòng vệ sinh thứ hai ở tầng trệt. Phòng vệ sinh thứ hai tầng trệt rất là đẹp nha. Ở đây có chỗ mình kê máy giặt này, trên đây được chủ nhà
lợp nhựa sáng nhé. Đây đã được chủ nhà hàn bao đầy đủ hết rồi. Một căn nhà cực đẹp luôn. Ngang 5, dài 27 mét, hướng Tây Nam. Cách ngã tư Bình Chuẩn chỉ gần 1 km thôi. View rất là đẹp nha. Sân phía trước rất là rộng này. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ sồi và kính cường lực rất là chắc chắn nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Nhà rất là đẹp. Lên lầu trên, ở đây mình có phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ thứ hai này cũng có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Nhà thiết kế rất là đẹp. 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. Có sân phơi phía sau. Sân đậu xe hơi cực rộng luôn nha. Sân phơi phía sau này. Nhà đẹp mỹ mãn luôn nha. Ở đây có vòi tắm đứng sân thuyền, bồn tắm nằm, bàn cầu đúc nguyên khối, đây bàn cầu Linex nhé, cửa nhôm xin pha, rất là đẹp. Trên đây được chủ nhà hàn bao đầy đủ hết rồi này, nhà cực đẹp luôn. Sang phòng ngủ thứ ba cũng như phòng thờ, ban công phía trước. Cầu thang này. Đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà nhé. Tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà đi đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp net âm tường hết. Phòng thờ phía trước này. Vậy chi nhà này là 4 phòng vệ sinh, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Có sân phơi trên và dưới. Quý vị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở ngã tư Bình Chuẩn, em sẽ dẫn vào xem nhé. Sân thượng trước này. Thượng rất là đẹp nha. Mặt tiền này. Mặt tiền mái thái hình chữ A. Cửa nhôm xin pha. Phía trước là sân xe hơi, xe bán tải, xe 7 chỗ thoải mái. Chủ nhà để chiều dài của sân này 7 mét, 7 mét quý vị nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.